tiên tri về Trung Quốc và đại chiến thiện ác. Trung Quốc, cái nôi của tín ngưỡng tâm linh mới, phần 2. Nữ tiên tri thiên tài Jean Dixon, sinh năm 1904, mất năm 1997, tiên đoán cứu thế chủ sẽ đến cứu vớt nhân loại trong ngày tận thế. Và nội dung này cũng xuất hiện trong những lời tiên tri nổi tiếng của nhà tiên tri ngủ say của thế kỷ 20. Nhà tiên tri Casey, Trung Quốc sẽ trở thành cái nôi của tín ngưỡng tâm linh mới. Edgar Casey, sinh năm 1877, mất năm 1945, người Mỹ, được gọi là nhà tiên tri ngủ say vì mỗi khi giải mã nhân quả và dự đoán tương lai, ông lại rơi vào một trạng thái gần như ngủ say. Ông được công nhận là một trong những nhà tiên tri vĩ đại của thế kỷ 20. Trong số những điều kỳ diệu mà Casey đã thấy trong suốt cuộc đời, những lời tiên đoán của ông về Trung Quốc khiến người phương Tây vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là một sự kiện lớn diễn ra từ cuối thế kỷ trước cho đến thế kỷ 21 này. Ông đã nói, một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ trở thành cái nôi của tín ngưỡng cứu thế chủ và mọi người sẽ nỗ lực thực hành niềm tin này trong cuộc sống. Điều này có vẻ rất xa vời đối với con người, nhưng với Chúa chỉ là trong chớp mắt. Ngày mai, Trung Quốc sẽ thức tỉnh. Ông Casey qua đời năm 1945. 4 năm sau, Trung Quốc truyền thống vốn có một nền văn hóa tính thần, vô thần tồn tại cho đến ngày nay. Do đó, có thể suy luận ra rằng dự đoán của Casey rằng Trung Quốc sẽ thức tỉnh, ngụ ý rằng Trung Quốc sẽ thoát khỏi sự hỗn loạn của chủ nghĩa vô thần. Ông Casey dự đoán rằng tín ngưỡng cứu thế chủ sẽ ra đời ở Trung Quốc. Từ Christianity có nguồn gốc từ chữ Christos trong tiếng Hy Lạp, chỉ Chúa Giê-xu, đấng cứu tinh trong Kitô giáo, là đấng Messiah, đấng Kitô được tiên tri trong Cựu Ước và là cứu thế chủ được tôn sùng trong Do Thái giáo. Từ Chris trong các tôn giáo và dân tộc cổ xưa này đều chỉ về cứu thế chủ. Ông Casey tiên đoán Trung Quốc sẽ trở thành cái nôi của một niềm tín ngưỡng giáo mới về cứu thế chủ, một tín ngưỡng tâm linh không tồn tại vào thời của ông, khác biệt hoàn toàn với các tôn giáo hiện hữu lúc bấy giờ. Những người theo tín ngưỡng này sẽ nỗ lực thực hành tín ngưỡng trong cuộc sống hàng ngày. Edgar Casey đã tiên đoán trước rằng Trung Quốc sẽ thức tỉnh và trở thành cái nôi của tín ngưỡng cứu thế chủ. Tiên đoán của ông còn sớm hơn cả tiên đoán của bà Jean Dixon về phương Đông. Ông Casey xác định rõ ràng rằng phương Đông đó chính là Trung Quốc. Điều này tiên đoán rằng người dân Trung Quốc, những người thuộc về nền văn hóa tâm linh cổ xưa sẽ thức tỉnh khỏi sự lừa dối của chủ nghĩa vô thần và thoát khỏi những thảm họa do nó gây ra. Dự ngôn của Casey tiếp tục được xác nhận. Ông Mark A. Thurston, chuyên gia về dự ngôn của Casey, đã đề cập đến chính dự ngôn của Casey cần được kiểm chứng trong cuốn Dự ngôn của Casey cho thế kỷ 21. Theo quan sát của tác giả, ít nhất có những điều sau đây liên quan đến những lời tiên tri của Trung Quốc nói trên. Cứu thế chủ sẽ đến. Ông Casey tiên tri rằng chân lý thái nhất của vũ trụ, One Mind, tức đấng tạo hóa, sẽ trở thành nền tảng cho mọi hoạt động của con người, khoa học nằm trong số đó. Và đức tin mới là ánh sáng của vũ trụ, một phương pháp y học mới sẽ xuất hiện dựa trên dòng chảy và sự biến đổi của hệ thống năng lượng tinh thần và thể chất. Xét từ thực trạng xã hội Trung Quốc, từ năm 1992 đến nay, những dự đoán này của Casey đã trở thành hiện thực. Ông Casey dự đoán rằng, khi thời kỳ điều chỉnh kết thúc, sự công bình sẽ tồn tại mãi mãi trên trái đất. Điều này cũng phù hợp với lời tiên tri của bà Jean rằng Chúa sẽ tái sinh. Bà Jean nói rằng sau ngày tận thế, nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên vinh quang của sự tôn kính và đến gần với Thượng Đế. Đây là điều mà ông Casey gọi là giai đoạn điều chỉnh. Ở vùng đất Trung Nguyên ấy, tai họa vẫn chưa kết thúc. Chế độ vô thần và tà ác còn đàn áp nhân quyền, đàn áp những người tu luyện và thực hiện những tội ác chưa từng có trên hành tinh này. Trong những năm gần đây, các hiện tượng thiên văn ở Trung Quốc thường xuyên có những biến đổi mạnh mẽ, thiên tai xảy ra liên tục, phá vỡ những kỷ lục. Trong kinh dịch có nói, thiên thùy tượng, kiến cát hung, hiện tượng thiên nhiên để báo trước điềm may rủi. Căn cứ vào lịch sử, các hiện tượng kỳ lạ và tai họa đúng như những gì bà Jean đã nói về tận thế, thiện ác, đại đối đầu. Từ các lời tiên tri của Casey và Jean, chúng ta thấy rằng họ có sự tương thích khi nói về tiên tri tận thế, đó là niềm tin vào cứu thế chủ sẽ mang lại hy vọng cho nhân loại thoát khỏi nguy nan và tiến về tương lai. Nhà ngoại cảm người Anh Parker dự đoán, một thời đại thức tỉnh vĩ đại sẽ đến.
Nhà ngoại cảm người Anh ngày nay Grant Hamilton Parker, sinh năm 1954, được mệnh danh là Nostradamus và nhà tiên tri về tận thế của thời đại mới. Ông từng dự đoán chính xác về đại dịch virus. Những lời tiên tri của ông về thời gian sau năm 2024 cũng có những điểm tương đồng với những lời tiên tri của Casey và Jean đề cập trước đó. Ông Parker dự đoán rằng trong 3 năm tới, thế giới sẽ phải chứng kiến nhiều thiên tai, khủng bố, chiến tranh và sự phơi bày tham nhũng. Tuy nhiên cuối cùng, niềm tin tôn giáo và tâm linh sẽ đưa nhân loại đến một sự thức tỉnh vĩ đại. Có thể thấy rằng dự đoán này của ông tương ứng với lời tiên tri về cuộc đối đầu giữa thiện và ác mà bà Jean đã từng công bố. Ông Parker đã đưa ra dự đoán trong 3 năm từ năm 2024 đến năm 2026. Ông cho rằng mặc dù trong thời gian này vẫn sẽ có nhiều sự kiện tiêu cực như thiên tai, khủng bố và chiến tranh xảy ra, nhưng sau năm 2026, mọi người sẽ bắt đầu chứng kiến những sự kiện tích cực hơn trên toàn thế giới. Ông Parker dự đoán về các thảm họa thiên nhiên vào năm 2024 là rất bi quan. Ông dự báo rằng sẽ có nhiều thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng xảy ra trên toàn thế giới, bao gồm động đất lớn, lũ lụt lớn và sóng thần. Ngoài ra, ông cũng cho rằng thế giới hiện đang ở trong một kỷ nguyên nguy hiểm do sự vật chất hóa quá mức. Vào năm 2024, ông dự đoán vấn đề di cư ở châu Âu và chủ nghĩa khủng bố sẽ leo thang, dẫn đến sự sụp đổ của pháp luật và trật tự ở một số khu vực. Các chính sách chủ nghĩa xã hội của châu Âu cũng sẽ chuyển hướng để phục hồi các giá trị truyền thống. Ông Parker nhìn thấy nhiều sự kiện kinh hoàng trong tương lai như chiến tranh ác liệt và bạo lực. Ông cũng dự báo sẽ có nhiều bê bối tham nhũng chính trị bị phơi bày. Cuối cùng, chỉ có sức mạnh tinh thần mới có thể cứu thế giới. Ông đã từng nói về xu hướng gia tăng sức mạnh tinh thần trên toàn cầu. Ông dự đoán rằng trong tương lai không xa, niềm tin tôn giáo và tinh thần sẽ lan rộng khắp thế giới như một nguồn ánh sáng. Sẽ có một sự thức tỉnh vĩ đại xuất hiện, có thể dẫn đến một kỷ nguyên hòa bình, thậm chí là một thời kỳ không cần lực lượng cảnh sát. Tóm lại, ông Parker đã dự đoán về tương lai 3 năm tới. Ông tiên đoán sẽ xảy ra những sự kiện khủng khiếp như sụp đổ pháp luật và trật tự, nhiều thảm họa thiên nhiên và xung đột chiến tranh cùng với những âm mưu xấu xa của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng nhận thấy rằng ở mặt trái của bóng tối đó sẽ có một sự hồi sinh của niềm tin tôn giáo và tinh thần khắp nơi, mang lại ánh sáng cho thế giới. Những tiên đoán của Parker trùng với tiên tri về tận thế của bà Jean. Cả hai đều chỉ ra những cuộc chiến tận thế cũng như cảnh tượng Thượng Đế sẽ trở lại. Những lời tiên đoán của ba nhà tiên tri vĩ đại kể trên đều thắp lên tia hy vọng về lối thoát khỏi thảm họa cho nhân loại hiện nay. Niềm tin tinh thần của nhân loại vào cứu thế chủ và sáng thế chủ sẽ mang lại sự cứu rỗi vào ngày tận thế. Nói cách khác, loại niềm tin tâm linh này khiến mọi người phải hết sức chú ý đến kỷ luật tự giác bên trong để đạo đức cao thượng có thể xuất hiện trở lại trên thế giới. Bà Jean đã chỉ ra rằng sự cứu rỗi của cứu thế chủ sẽ đến từ phương Đông. Ông Casey cũng nhấn mạnh rằng niềm tin tôn giáo và tinh thần của cứu thế chủ này sẽ xuất phát từ nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, từ những người tin vào văn hóa thần truyền của Trung Quốc. Sự kết hợp tuyệt vời giữa lời tiên tri cổ xưa và hiện đại. Trong các lời tiên tri của nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus vào 500 năm trước, trong các thế kỷ của ông, chúng ta thấy sự tương ứng kỳ diệu giữa các lời tiên tri cổ xưa và hiện đại. Trong chương 2 câu 29 của các thế kỷ, Nostradamus đã tiên đoán rằng một người phương Đông với lòng từ bi của Thượng Đế sẽ cứu chuộc thế giới, mọi người sẽ được cây gậy thần của Ngài chạm đến. Điều này dường như tương ứng với các lời tiên đoán hiện đại về sự cứu rỗi thế giới sẽ đến từ phương Đông. Ngoài ra, trong các lời tiên tri của Trung Quốc, chẳng hạn như Thôi Bối Đồ của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương viết vào thời nhà Đường, Mã Tiền Khóa do Gia Cát Lượng viết vào thời nhà Hán, Thiêu Bính Ca và Bia Tháp Kim Lăng do Lưu Bá Ôn viết vào thời nhà Minh, v.v. Tất cả đều nhắc đến một thánh nhân Trung Quốc, người sẽ mở ra một thế kỷ mới cho nhân loại và được cả thế giới gọi là Thiên Tử. Xét như vậy, các lời tiên tri từ các thời đại đều chỉ ra con đường cho nhân loại thoát khỏi thời kỳ cuối. Rõ ràng đây là một sự hiển thị của thần, tương lai của nhân loại cũng là sự sắp đặt của thiên thượng và quyền lựa chọn nằm ở chính chúng ta. Phía trước, một tương lai như thế nào đang chờ đợi chúng ta? Bà Jean đã tiên đoán sẽ tới địa ngục hay tiến sang một tương lai tươi sáng tùy thuộc vào sự lựa chọn của riêng mỗi người. Tin vào Thượng Đế hay phản Ngài sẽ quyết định kết cục của cuộc chiến thiện ác.
những người được Thượng Đế tán dương là những người lương thiện sẽ được cứu thế chủ, cứu rỗi. Vì vậy, số phận của chúng ta nằm ở sự lựa chọn của mỗi người giữa niềm tin vào thần hay vô thần. Theo Epoch Times, Lý Ngọc biên dịch, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.